mà đẹp dữ vậy ta? Hình như mấy người trên thành phố cũng mặc cái áo giống vậy thì phải. Các bạn thành phố ăn cái gì mà trắng dữ vậy ta? Làm sao bây giờ? Nè, bạn có biết cái này quan trọng với mình lắm không hả? Mình xin lỗi. Mình không biết cái đó quý trọng đến bao nhiêu, nhưng thôi được rồi, đi ra cho người ta nhờ. Của mình, tại vì thấy khung ảnh bể nên mình đã không làm chủ được bản thân. Nhưng đối với mình, đây là một cái khung rất quý. Chính vì vậy, bạn đừng đợi mình nói câu xin lỗi. Con mệt lắm phải không? Dạ không có đâu bà chủ. Hôm nay con làm như vậy là đủ rồi. Những việc còn lại để ngày mai làm tiếp ha. Vậy con vẫn tiếp tục làm ở đây phải không bà? Con cảm ơn bà chủ. Từ giờ trở đi con sẽ cố gắng làm việc thật tốt. Ngày mai là ngày khai giảng của con. Con đến trễ một chút có được không bà? Không sao đâu. Con cứ học xong rồi con tới. À, từ nay trở đi con cứ gọi cô bằng cô cho nó thân thiện nha. Dạ. Thưa cô, con về. Thưa chú. Thưa cô chú, con về. Anh, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu. Nhưng sao con bé đó lại tới đây vậy? Nó là con gái của người giúp việc nhà mình đó. Mẹ nó bệnh nên nó tới làm thay. Mẹ nó bệnh nhưng nó là con nít, làm được việc gì chứ? Thì em cũng nói vậy, nhưng mà nó đòi là phải cho nó làm cho tới khi mẹ nó đi làm lại thì thôi, nên em cũng chẳng biết sao nữa. Dù sao thì cũng không nên như vậy. Em phải dứt khoát không nhận nó vào làm mới đúng. Thì em cũng muốn vậy, nhưng mà nó cứ gạt tay em ra rồi bắt đầu làm công việc, nên em chẳng biết làm sao. Nhưng mà anh ơi, hôm nay em thấy nó làm việc giỏi lắm. Hay là công ty anh có chuyện gì hả? Không, không có gì đâu.
Thưa ba, con mới về. Con về rồi hả? Làm tốt không? Dạ tốt. Con có mệt lắm không con? Con không mệt lắm đâu mẹ. Cô chủ nhà đối xử với con rất tốt, cho nên con không thấy mệt mỏi gì hết. Mà lạ lắm mẹ ơi, ở ngôi nhà đó có nhiều điều kỳ lạ lắm. Ở trong bếp thì có cái tủ lạnh, còn ngồi trên nệm thì êm lắm, đã lắm mẹ. Mi, ra đây anh biểu. Có chuyện gì? Cứ lại đây. Cái thằng này lại nói chuyện tầm bậy nữa cho coi. Vi, vô nhà chuẩn bị ăn cơm. Em nghĩ đi, tại sao anh lại tới nhà người ta làm ba cái chuyện đó? Nghĩ đi. Em sẽ tiếp tục làm cho đến khi nào mẹ làm được thì thôi. Em không nghe lời anh hả? Em biết là anh rất lo lắng cho em, nhưng anh yên tâm đi, em cảm thấy rất vui khi làm việc ở nhà người ta. Cô chú với mọi người trong gia đình đều đối xử tốt với em lắm. Em hiền lành hay là em ngu dốt vậy? Đương nhiên là em hiền lành rồi. Đây là món quà đầu tiên mà Trường tặng cho mình. Mình làm vậy quá đáng lắm không? Con thấy Trường thế nào? Có đẹp không? Đi. Chúng tôi rất vui mừng vì chị đã cho hai cháu học ở đây. Dạ cảm ơn cô. Bây giờ xin phép chị cho hai cháu lên lớp. Dạ, dạ mong cô và nhà trường giúp đỡ cho hai cháu. Chào, chào cô. Chào các em. Học sinh đứng. Học sinh ngồi. Các em nghỉ hè có vui không? Dạ thưa cô, vui. Đây là hai bạn Phương và Khanh mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh tới. Hai bạn là hai anh em sinh đôi. Các bạn hãy vỗ tay đi nào. Khanh, em về chỗ trống phía cuối lớp. Còn Phương, em ngồi chỗ trống cạnh bạn Nga nhé. Dạ, dạ ba tới có chuyện gì ạ? Chị làm ở nhà tôi, rồi chị bị thương, đương nhiên là tôi phải tới thăm chị chứ. Ai? Bà chủ, bà chủ. Dạ. Dạ chào anh. Dạ, dạ thưa bà chủ. Dạ bà chủ mình đến nhà tụi tôi như vậy là dạ tôi ngại quá. Dạ. Anh chị làm như vậy, tôi càng cảm thấy ngại hơn. Dạ. À, tôi có chút quà biểu anh chị và các cháu. Dạ 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 thưa bà, đến thăm là quý rồi, còn đem quà làm chi nữa? Có gì đâu, có chút quà nhỏ mà, chị nhận cho tôi vui. Chị dạ. Nhận đi. Dạ. Dạ thưa bà, hôm qua con tôi đến làm chắc ông bà ngạc nhiên lắm. Dạ tôi xin lỗi, tôi có cản mà cháu nó không chịu nghe. Ồ không, con gái của chị rất là đảm đang và còn thông minh nữa chứ. Dạ. Mấy đứa con nhà tôi nó còn trẻ con lắm,
Nhìn cháu Vi á, tôi thấy nó giống người lớn. Thú thật, tôi cũng ngạc nhiên lắm đó chứ. Nó giống mẹ nó như đúc. Mà ở nhà nó quậy phá không à. À, cũng may nó đến nhà bà không xảy ra chuyện gì và tôi mừng lắm. Mà không biết cháu nó có làm việc được không bà? Dạ, dạ thưa bà chủ, tôi sẽ cố gắng làm việc lại sớm. Dạ có cái gì cần thì bà chủ cứ nhắn Vi nó về nó nói lại với tôi ạ. Thôi thôi, chị cứ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Còn việc của nhà tôi á, khi nào chị khỏe chị làm cũng được mà. Dạ cảm ơn bà chủ. Nghỉ tiết rồi đó, các bạn nào muốn ra ngoài thì ra đi. Bạn có thể nói tại sao bạn lại quý khung ảnh nó đến như vậy không? Mình phải nói cho bạn nghe kể cả những chuyện như vậy sao? Mình đã quên hết rồi. Bộ bạn quen biết Vi hả? Nó làm người giúp việc ở nhà mình đó. Vi, bạn làm việc ở nhà Phương hả? Sự thật thì mình thấy mẹ làm việc ở nhà Phương. Nếu như vậy, bạn là người làm thuê ở nhà Phương rồi còn gì? Ồ, mình mới về. À, thủ tục chuyển trường xong hết chưa? Dạ rồi. Mỗi khóa chỉ có một lớp, nên Phương và Khanh học cùng một lớp với con bé làm việc ở nhà mình đó. Trên đường về nhà, em ghé qua nhà Vi thăm chị giúp việc. Anh à, hôm nay em mới thấy Vi nó không giống ba mẹ nó chút nào hết. Vậy à? Ừ. Em đến thăm gia đình đó mới thấy gia đình họ thật là tội nghiệp. Nhưng mà gia đình đó rất là may mắn vì đã sinh ra một cô gái như vậy. Anh làm gì vợ sống lên xe đi. Đi học thế nào? Nghe anh Khanh nói ở lớp học cũng vui lắm phải không? Con nói thiệt với ba nha, trường của con thành phố còn tốt hơn nhiều. Con nhớ bạn trên đó lắm. Cô gái qua đây ngồi với ba. Nè Phương nè, con có biết con là một đứa con gái ngoan, chưa làm cho ba thất vọng bao giờ. Vậy thì lần này cũng vậy, đừng làm ba thất vọng nha. Vậy phải ngoan không? Cháu đến rồi đó ha. Bạn cầm cái này đi. Với lại mình xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Bạn không thích cái này hả? Không, mình thích lắm. Cảm ơn bạn.
Dạ thưa chú, cô đang ở trong phòng phải không chú? Ừ. Cô để con làm cho. Không sao đâu, để cô làm được mà. Cô cứ đưa cho con đi. Để con làm cho. Những việc này để con làm. Con đến đây để làm việc mà. Không chỉ định lớp trưởng nữa, mà tất cả chúng ta sẽ bầu ra lớp trưởng. Nhưng mà tụi em làm sao bầu lớp trưởng được? Trước tiên, chúng ta sẽ bầu ra những ứng cử viên lớp trưởng, sau đó bỏ phiếu để xem ai được chọn. Các em thích ai thì có thể tiến hành đề cử lên. Nào, tất cả trật tự. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đề cử những ứng cử viên lớp trưởng. Thưa cô, Vi từ trước đến giờ vẫn làm lớp trưởng. Bởi vậy đương nhiên bé sẽ làm lớp trưởng. Vậy Vi sẽ là ứng cử viên đầu tiên nhé. Còn ai nữa không? Nếu như không có ai thì chúng ta sẽ không cần phải tiến hành bầu cử lớp trưởng nữa. Vi sẽ là lớp trưởng nhé. Thưa cô, em nghĩ bạn Phương từ thành phố Hồ Chí Minh chuyển về nên bạn ấy có thể làm lớp trưởng được ạ. Vậy Phương sẽ là ứng cử viên thứ hai. Các bạn có còn muốn giới thiệu ai nữa không? Như vậy thì Vi và Phương sẽ là hai ứng cử viên lớp trưởng nhé. Ngày mốt chúng ta sẽ tiến hành bầu cử. Trong hai ngày này, Vi và Phương phải tranh thủ tình cảm các bạn cho tốt. Nè, con Di nó đang làm tốt vậy, bà cố gắng chị cho nó mệt. Nè, nói năng gì bạc bẽo vậy? Con nó mới có bị lớn à, bắt làm việc không thấy đau lòng hả? Đau thì đau, nhưng mà nhân cơ hội này cho nó nghỉ học luôn đi. Tôi thấy nó làm công việc nó cũng tốt. Ôi, để tôi đi vòng trong xóm coi sao. Người vậy mà trời cho làm ba là sao vậy trời?
Có chuyện gì vậy? Dạ chào ông. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Dạ, tôi là ba của con nhỏ Vi làm việc ở nhà ông. Dạ. Dạ, có chuyện muốn nói với ông. Dạ. Ông có chuyện gì nói với tôi? Dạ thật ra thì con Vi làm ở nhà ông đối xử tốt với nó. Dạ. Thật ra tôi đâu có, tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Dạ, dạ. Những chuyện như thế này vợ tôi nghe thì đúng hơn. Dạ, thật ra thì ông đối xử với con Vi tốt quá. Dạ, ra tôi muốn dạ giúp đỡ ông. Dạ, dạ. Sao? Giúp đỡ tôi? Dạ. Ở trong xóm này nè, ông muốn làm bất cứ chuyện gì, tôi đứng ra giải quyết được hết. Dạ. Nếu có làm ăn phi pháp thì tôi cũng... Tôi không có những chuyện như vậy đâu. Tôi đưa các cháu về đây chỉ để giáo dục con cái thôi. Gì? Đem về đây chỉ để giáo dục con cái thôi. Mình là lớp trưởng từ năm lớp 1 lận. Vi cũng là lớp trưởng từ hồi lớp 1 chứ bộ. Đúng không Vi? Phương. Mẹ. Mẹ nghe Khanh nói con được bầu làm ứng cử viên lớp trưởng có đúng không? Nè, vậy con có kế hoạch gì chưa? Không có gì đặc biệt đâu mẹ. Thì con có ưu điểm gì chơi bạn coi cái đó, vậy thôi. Tự tin dữ vậy sao? Con có tự tin đâu. Chẳng qua hồi đó ở thành phố con đã làm lớp trưởng nên giờ con mới làm. Cái đó là tự tin chứ còn gì nữa. Vậy hả mẹ? Con không biết. Xin lỗi. Xin lỗi. À. Làm gì vậy? Mày có biết con nhỏ đó không? Không biết. Nó là con của ông chủ bán phở bên kia kìa. Mà có gì không? Tao phải làm con nhỏ đó rồi. Con làm gì vậy? Dạ, con thấy mỡ dính nhiều quá cho nên con định rửa sạch đó mà. Làm như vậy thì mấy lớp mỡ này nó sẽ tróc ra hết sao? Dạ, nếu đổ bột mì vào và đun sôi lên, lúc đó bột mì sẽ ăn hết mỡ
và cái chảo này sẽ được rửa sạch. Nè, cô nghe Khanh nói con học giỏi lắm phải không? Vậy đâu có đâu. Mẹ của con chắc là vui lắm, vì con đúng là đứa con gái vừa thông minh lại còn vừa giúp mẹ được nhiều việc nữa. Ba. Con gái, bữa nay đi học thế nào? Không gì đặc biệt hết ba. Ngày mốt lớp con sẽ tiến hành vào lớp trưởng đó. Con trở thành ứng cử viên lớp trưởng đó ba. Vậy nữa. Nào con gái ba, chiến thắng. Nào con gái ba, chiến thắng. Mình cũng phải về nói với ba mới được. Ba. Gì vậy? Con trở thành ứng cử viên lớp trưởng rồi đó ba. Ba thấy con giỏi không? Mình quyết thắng nha ba. Dậy lại. Mày điên không mày? Mày làm một lần nữa thì biết tại tao. Dậy lại. Sao ba mình không ủng hộ mình như chú ấy ta? Anh làm sao vậy? Anh không ngủ được. Em có uống một ly không? Hay là công ty của anh có chuyện gì? Không. Anh làm sao vậy? Anh đang nghĩ việc đưa các con về đây để giáo dục, không biết là có tốt không? Không có gì đâu. Phương và Khanh đều rất thích. Tụi nó thích cuộc sống ở vùng quê này lắm. Vậy hả? Còn có muốn trở về thành phố Hồ Chí Minh không? Trường mình như vậy là quá nhỏ rồi còn gì. Nhưng bây giờ thì mình thích học trường này hơn. Ở đây có nhiều cây và hoa đẹp. Và tất cả các bạn đều là những người tốt của mình. Chào các bạn. Chào. 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 Nghe, bạn gặp mình một chút. Nghe, mình cảm ơn bạn vì ngày hôm qua bạn đã giới thiệu mình làm ứng cử viên của lớp. Có gì đâu mà cảm ơn. Nghe à, cần có sự giúp đỡ của bạn thì mình mới trở thành lớp trưởng được. Mình... Bạn giúp đỡ mình nha.
Bây giờ bạn lên dọn vệ sinh phòng mình đi. Mình biết rồi. Này con muốn nhờ ba, ba giúp con nha. Con đi về được rồi cha. Thôi đi, cho tao nắm tí xíu đi. Cái gì mà tao nắm tí xíu đi. Chờ chờ tôi với. Đẹp quá. Sao kỳ vậy nè. Hết rồi. Mọi ngày ba mình vẫn xài mà. Mày mới sao? Qua nay mày khùng sao mà làm gì mày cũng cười trơn trọi mày. Đâu có sao đâu. Thằng. Ngon quá. Món này á mình phải bỏ thêm rau ngò nữa phải không? Dạ. Trong đây có nè. Ủa? Đâu rồi? Hình như lần trước cô đã dùng hết rồi. Món này phải có rau ngò mới ngon. Ở trong vườn nhà con còn nhiều lắm. Để con hái đem ra cho cô nha. Ừ vậy con giúp cô đi. Dạ. Khoan, con nói Khanh theo con rồi Khanh mang về cho cô là được rồi. Con không cần phải quay lại nữa. Dạ con không sao đâu. Làm phiền bạn quá. Có gì đâu mà phiền. Nè lần sau á bạn chỉ mình làm món ăn đi. Bất cứ lúc nào, bạn cứ nói. Bảo, mày có phải là cái thằng từ thành phố đến đây phải không? Cái thằng này, tao hỏi mày có phải là cái thằng từ thành phố đến đây phải không? Bảo sao vậy? Vi, tại sao em đi với thằng này? Mẹ Khanh nhà em có chút việc nên em mới đi với bạn đó. Có thiệt không? Em nói thiệt mà. Tóc anh sao vậy? Anh xịt dầu hả? Không phải xịt dầu mà là bôi dầu. Em thấy có đẹp không? Làm gì cơ mày? Đến. Kỳ vậy ta? Hay là mình bôi dầu nhiều quá? Bạn ở đây chờ mình tí xíu nha. Mình vô hái xong rồi ra liền. Ừ. Chào em. Những thứ con cần ba mua cho con hết đó. Con cảm ơn ba. Con thương ba nhất trên đời. Ủa
Mà sao con xài giết chị nhiều vậy? Cái đó là bí mật, không nói ba nghe đâu. Phương ơi! Phương ơi! Ủa? Phương đâu? Hay là đi học? Cậu biết phải làm gì rồi. Chào bạn. Phát biểu. Phương, em lên phát biểu trước đi. Thật ra mình mới chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về đây chưa được bao lâu. Mình công nhận là mình chưa hiểu về lớp chúng ta cho lắm. Nhưng mình rất thích các bạn. Nếu như trở thành lớp trưởng, mình sẽ làm tất cả vì lớp. Mình rất mong được sự giúp đỡ của các bạn. Thực ra trong 6 năm vừa qua, mình đã làm lớp trưởng. Nhưng mình nghĩ tất cả các bạn đều có thể làm lớp trưởng được. Chính vì vậy, nếu sau này mình được làm lớp trưởng thì các bạn hãy ủng hộ cho mình nha. Đừng nghĩ chỉ có mình mới có thể làm lớp trưởng, mà hãy nghĩ cho tất cả các bạn đều có thể làm lớp trưởng nha. Bây giờ chúng ta sẽ chia phiếu bầu. Các bạn hãy ghi tên lớp trưởng của mình vào trong phiếu bầu này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra phiếu bầu. Vy, Phương, và đây là lá phiếu cuối cùng. Chúng ta hãy xem ai sẽ là lớp trưởng. Tên nó thì lớp trưởng là Vy chứ không phải là mình.
bạn tin nói cái gì với mình hả? Phương làm lớp trưởng, bạn buồn lắm phải không? Không có đâu, Phương làm giỏi thì có gì đâu mà buồn. Vi à, mặc dù không trở thành lớp trưởng, nhưng người mà tụi mình luôn coi là lớp trưởng thì chỉ có mình Vi thôi. Bạn hãy nhớ vậy nha. Mình không sao đâu mà. Cảm ơn các bạn. Cố lên nha. Ráng lên nha. 1, 2, 3.